Xin chào mọi người. Đây hôm nay riêng hôm nay nhân dịp Tết nha em lên cho mọi người một đạt siêu phẩm luôn. Cực khủng luôn. Cực khủng luôn. Đàn của bố Lomo nhập Mexico đấy. Đây 6 triệu cho mọi người. Lomo thì bọn em cũng quay khá là nhiều video với cả giới thiệu khá là đấy, nhiều về con đấy rồi ấy. Mọi người nhìn nhá, về cái độ khung gọng cũng như là chân tay này. Đầu thủ này cho mọi người xem này. Đấy. Đầu thủ khung gọng nhá. Quay không? Đấy, chân này. Mõm cứ phải gọi là nắm không vừa tay luôn. Ui, riêng cái đặc này đấy là một con thôi nhá. Còn đây cho mọi người xem này. Cái đàn được vừa rồi nhỉ, tầm tháng 10 hay tháng 11 năm ngoái nhà em cũng đang xuất, cũng có vừa xuất một đàn Lomo. Đi trong vòng một rốt nhạc luôn. Đi trong một rốt nhạc luôn. Thì cái đàn cũng đẹp, tương tự gần như là một cái này. Nhưng mà được cái đàn này bây giờ cái con mẹ nó to hơn này. Đấy, chân tay rất là đẹp luôn. Đấy, có nghĩa là anh chị đến trực tiếp ấy, nhìn thấy cái độ chân, cái khủng của nó thì quay video cũng luôn đấy. Cái ngực nó cực kỳ là nở luôn. Có một anh đợt vừa rồi nhá, lấy cái đàn Lomo trước của em, cái đàn đợt tháng 11 ấy, thì anh bảo là bốn mấy cân rồi. Bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 35-36 cân rồi, đã gửi đi huấn luyện rồi. Đấy. Mà anh nuôi cho ăn rất tốt nhá. Tháng lên rất là kinh khủng luôn ấy, khi mà mọi người bảo xem cái giấy tờ của con chó ấy, bảo là được tính ra đến tháng công ty 3 này là được bao nhiêu nhỉ? Được 7 tháng, 7 hay 8 tháng ấy mà nó rơi vào 3 gần 40 cân, không tin nổi luôn. To lắm, khủng đấy. Mexico mà, nhưng mà bọn này nó to nữa. Mà anh nuôi rất là tốt luôn nhá. Nuôi ít, rất ít khi anh nuôi được như thế nhỉ, rất có ít khách nhỉ. Nuôi được bố mẹ nó. Và một phần được gen bố mẹ nữa. Mà đợt trước là con mẹ của nó rất là to nhá. Mà đợt này đây này, nhìn mẹ nó phả KNPV lần trước, mẹ phả KNPV này. Ngồi lui ở đây tí. Ngồi lui ở đây cho chắn màn hình. Đàn này được cái đầy đủ luôn mọi người nhé. Con kia là đu rông đậm tịt đấy, không phải là đen tuyền đâu. Đấy, đu rông này. Cái này mà ra thì nhìn có 3 con nhưng mà. Đây được này có cái đạp rồi này. Có 2 con cái kia là đu rông đậm tịt đấy. Còn 2 con đu rông nhé. 2 con đu rông hình như là cái hết này. Đầu tiên em tưởng là đen cơ, nhưng mà nhìn kỹ mới thấy hai cái cánh ở hai bên. Đây, đây mang ra cho mọi người nhìn thấy luôn, nhìn xem luôn nhé. Khủng lắm. Màu phê thật. Cái đu rồng này. Đấy. Ôi cái mõm, cái thủ của nó kìa. Đây, mọi người đây. Này. Vương luôn. Sợ không? Đây là có tay đàn ông nhá, chứ không phải tay. Tay đàn ông, anh Hồng hình như dạo này còn béo lên đấy, tay to hơn. Nhìn ở ngoài ạ, lên là mua. Ngọc giơ thử tay vào xem nào. To hơn tay Ngọc luôn. Đấy. Đấy. Mọi người thấy chưa? Quay video nhiều với cả chụp ảnh nhiều khi nó ảo không biết nào được. Đây nhiều khi bọn em phải so với tay để cho mọi người biết cái độ to của nó. Mông to. Thực ra là khi mà nuôi chó con ấy thì em cũng nên khuyên các anh chị là nên đầu tư về chăm chút một chút nhé. Để mà ví dụ như là con giống đã tốt rồi, con bố mẹ con giống đã tốt rồi, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi, có nghĩa nó chỉ chiếm tầm khoảng 40-50% thôi. Nhưng mà cái giai đoạn mà mình cho ăn chăm sóc nó cũng sẽ quyết định đến cái độ, đến khung gọng cũng như là tốc độ phát triển của con chó, nên là anh chị nên lưu ý những cái vấn đề đấy. Chứ không phải là cứ chăm là bố mẹ nó to thì nuôi như nào nó cũng to đâu. Đấy. Rất là to nhỉ, to dã man thật. Đây để quay video từng con cho mọi người dễ lựa chọn nhé. Đàn này rất là đẹp luôn, nên là anh chị là nhanh tay nhá. Gọi đến số hotline của bên này. 1, 2, 3, 4, 6, 7 con thôi mà. Đấy. Còn một con rồi. Còn một con rồi, còn 6 con. Còn lại 6 người may mắn nhá. Đúng ngày đặc biệt, hôm nay ngày lễ đúng không? Xuất đàn đặc biệt siêu phẩm luôn. Hôm nay em biết là mọi người đang nghỉ lễ, có thể là đi chùa đi chiền xong rồi có thể qua trại, có nghĩa là bước vào trại em đi đền có hội đình. Ừ. Nên là mọi người cứ đến nhá, thoải mái lựa chọn thôi. Đấy. Rồi đây để em quay video từng con cho mọi người nhá. Xin chào mọi người.